Hello anh em, chào mừng em đã quay lại với channel của mình. Tập 7 chấm 72 Liên Phương Bộ này với phòng mô tả nhé. Ừ. Đào mộng lại trang ép phần mộ của ta như vậy, ức hiếp người quá đáng. Đã vào lúc này rồi mà các hạ vẫn không quên khiêu khích hai môn Phật đạo, như vậy cũng xem thường chứ vì đại thí tiền sự của Phật môn quá rồi. Nghe nói người làm ở Âm Dương giáo nhiều năm, mặt nạ da người, có thể bán sĩ được rồi. Sản phẩm cuối cùng của bản cập nhật mới rồi. Sư tỷ à, làm phiền tỷ liên hệ với Mâu Nguyệt bộ họ qua đây, lột quần áo của người này ra. Hả? À? Ôi, ý của đệ là điều tra xem hắn có ký hiệu gì của Âm Dương giáo hay không. À, không phải là để đốt đứt hắn đâu. À. Âm Dương hóa vận vật có thể này quy thần thông qua thuốc nói thật vừa mới nghiên cứu ra, thì chúng ta biết được tà tù này tên là Vạn Lâm Khiêm, là một lãnh đạo nhỏ của Âm Dương giáo. Vạn vật sinh ra là Âm Dương, Âm Dương tông là thần linh, mà thông qua bằng chứng của hắn thì chúng ta đã lấy được không ít tư liệu của Âm Dương giáo. Không bao lâu nữa Âm Dương tông ta nhất định sẽ tống ngược cả tu đạo giới. Âm Dương giáo tên đầy đủ là Âm Dương Vạn Quy Tông, có hai vị tông chủ, một là Âm Dương, một âm một dương. Ngoại trừ chính trường lão lớn dưới tông chủ thì chính là cầu thủ giống như là Vạn Lâm Khiêm gia nhập gần mấy năm nay. Mà muốn lấy được địa vị trong Âm Dương giáo, không chỉ cần đủ tu vi, còn phải trung thành đối với Âm Dương tông. Là phải hiện ra quy mô này, Âm Dương giáo quá nhiên đáng sợ mà. Đến tên của núi Võ Đàng đã bị trộm là do ai làm? Đó là chuyện của Chu Tứ Trường lão phụ trách. Bởi vì chúng ta phải tìm được Bích Lục Âm Dương bị đào trộm mộ. Bích Lục Âm Dương lẽ nào là 1.800 năm trước truyền thừa của tiên tần Âm Dương gia, bị đào mộ đuổi tới cổ Dành Châu. Không ngờ Âm Dương giáo lại có bối cảnh sâu đến như vậy. Chúng ta vẫn chưa đủ để xem trọng hắn. Không ngờ bọn họ lại lẩn trốn mấy ngàn năm nay. Xem ra muốn lật đổ Âm Dương tông nhất định phải dựa vào hai nguồn sức mạnh, phía chính phủ và chính đạo. Thì ra Âm Dương giáo chính là tên tiên tần Âm Dương già năm đó đã bị lão tổ tông đuổi tới Anh Đạo. Nhưng vừa nãy người nói điển tịch mà Âm Dương giáo luôn tìm có tên là gì? À, hình như là Bí Lục Âm Dương. Sư phụ, nói như chúng ta còn đợi Âm Dương giáo vạn vật tùng mà không quản thì nhất định sẽ gây ra phiền phức lớn. À, ngươi chờ chút. Phiền phức rồi, Tiêu Thang nhanh đi gọi sư tỷ tới đây. Hả? Đây là do lão tiền bối của núi Trùng Nam trước khi lâm trùng đã tặng cho ta. Âm Dương chi pháp mà sư tỷ người nghiên cứu chính là công pháp được ghi chép ở trên này. Nà ní, cái gì vậy? Âm Dương chi pháp mà sư tỷ tu lại chính là Âm Dương Bí Lục. Nếu như chuyện này mà để hết truyền ra ngoài thì Âm Dương tông có lẽ cái mãn già cũng sẽ đến trên đầu bị tịch, thậm chí là giết luôn sư tỷ. À, sư phụ hay là tạm thời đừng đó cho sư tỷ thi triển môn công pháp này nữa. Mấy năm nay sư tỷ của người thường xuyên xuống núi đi lại, nó không chừng đã bị chú ý tới. Hay là để sư tỷ lên núi bớ quan vài năm đi, đợi diệt được cái đám người tà tù đó thì bọn hắn còn có thể nhảy ra từ trong đất gây ra phiền phức cho chúng ta sao? Hả? Nửa năm? Ta sẽ gọi điện thoại ra lần trước hỏi thầm Âm Dương giáo này có quy mô lớn như thế nào. Cùng lắm thì ta đi lừa các môn phái liên thủ diệt gọn cái đám Âm Dương giáo này. Ơi sư phụ và sư sợ để đáng sợ thật, tại sao mình lại không hiểu bọn họ đang nói cái gì? Mình rõ ràng là công khá thông minh mà,
Thật ra anh Thiên Anh cũng có thể giúp đỡ hết nhiệt cách. Ngoài ra buồn quá ba bảo tôi ký rồi. Lần này phiền phức rồi. Sư phụ và sư nương nói thế nào? Bây giờ âm dương giáo gần như đã lôi kéo nửa số cao thủ của tà đạo rồi. Sư nương có người muốn xử lý bọn chúng. Nhưng mà bây giờ chúng ta còn một cơ hội để kích thích các phái, để bọn họ liên hợp lại. Vẫn đang nghĩ trên âm dương bí lục làm bài vàng, nhưng như vậy vẫn là làm liên lụy tới tiểu huyền. Nếu như đem âm dương bí lục và tiền bí liên hệ lại, có thể dụ được âm dương giáo ra đúng không? Đi thôi đó rồi. Sư phụ à, nói như bởi vì công pháp tu luyện của đệ tử bị tà tù nhắm vào, hãy để cho tà tử đối diện với bọn chúng. Sư đệ thì còn nhỏ, gia đình của sư phụ đơn tụ cũng chưa được bao lâu. Đệ tử không có gì bằng lòng hơn nữa, đệ tử cũng hiểu cái gì gọi là trừ ma diệt đạo. Yên tâm, không phải là chuyện lớn đâu, sư phụ vẫn có thể xử lý được. Nhưng mà sư tỷ à, làm viên giải thích một chút đi, xin hỏi bốn sư đệ nhỏ ở đâu vậy? Thử không? Dạ còn mày coi sao ký. Hôm sau, Vô Linh kiếm. Phiền hư à, sao cậu lại cầm nó ra ngoài rồi? Cách đại tông tà tu nhìn trộm tiền bài. Nếu như đã họ được như mong muốn, thế thì sẽ thành trò cười rồi. Các vị, trải qua đấu võ của các ngày hôm nay, đệ tử của các môn phái đều không bôi nhọ đạo thừa của nhà mình. Yếu mạnh hôm nay không đại diện cho sự yếu mạnh mai sau này. Tập 73. Cũng không đến lượt cầu ra trận nhiều cao thủ như vậy. Một người nhà tuổi như cầu đến góp náo nhiệt cái gì chứ? Cầm sai, đây không phải là chuyện của một mình cậu. Cậu không cần phải gây áp lực quá lớn cho bản thân. À, hai vị nói rất đúng, tôi sẽ chú ý hơn. Đạo của mỗi người đều là đạo, không phân thấp trên dưới. Mặc dù quy tắc là quy tắc, tiền bia tiên pháp chỉ có thể để cho trước tốt tám mệnh thậm ngộ, nhưng nói như các vị đã nhớ tinh tăng cao, bần đạo sẽ chia sẻ một chút mấy lời nói phía trên, không ảnh hưởng tới cách tu hành. Nhất khí chuyển âm dương, sông cực hóa vật sinh. Môi ra thả xuống rồi, phải xem cái có cắn câu hay không. Càng không ủng nhật nguyệt, đạo này quy hoàng hoàng. Kia là phần mở đầu của âm dương bí lục. Quá trình sắp xếp của trận đấu ngày hôm nay, mặc dù nói là ngẫu nhiên, nhưng mà thực ra lại có thao tác ngầm. Chỉ cần có một vài người tham gia đáng nghi, sẽ được phân phối đến cao thủ chính đạo, cố gắng không để cho tà tu lọc vào trong tám, đạt được cơ hội tham ngộ tiền ra tiền bia. Mà ngoài ra, sư phụ và sư nương đã chuẩn bị ít dự án dự phòng, bởi vì chỉ có như vậy thì mới có thể đảm bảo được kế hoạch cầu cá không xảy ra chuyện sai sót gì cả. Nè, dừng ra tay ở đây thôi, các vị hãy lùi xuống 10 bước. Tên kia có lẽ là hồi kinh hòa thượng của chùa Vân Nam Thiền Lâu. Nghe nói hắn từ nhà đã xuất giá thành tu hành ở chùa Thiền Lâu, là hạt giống tiền thủ của Phật môn lần này. Rất lâu trước đây đã tham dự phương án của tổ điều tra lai lịch sau mình. Ngược lại, gia tộc tản tụ dưới 35 tuổi, hứa đăng cần nổi tiếng, chỗ hở đã đủ hiện rõ. Chuẩn bị. Khoan. Hả? Trận đấu không cấm dùng cụm tên, nhưng không được tích trữ lực trước. Nếu không đối thủ không phải chỉ trở thành tâm bì đó đạn được sao? Ở đây đạo lý gì chứ? Có thể dùng bùa trước để chuẩn bị hiện ta thì không sao chứ? Đạo hữu đã đang nghi ngờ trình độ chuyên nghiệp của trọng tài sao? Ý dạ. Trận đấu tiếp tục, nhớ không được dùng cùng tên đã trữ lực. Mày thật quá, sĩ khí bị áp chế, đạo tâm bị kiếm ý ta làm ảnh hưởng. Ta không tin ngươi có thể thắng được. Bảo tôi đi thối kèo khối cầu màu đen, không có chút tinh thần thế nào cả. Không giữ cái đám tà tù này, kế hoạch của chúng ta không thể tiến hành được. Đây là phương án hài để cầu cá, giá vờ có kèn màu đen. Cô lên, ta báo cơ ngươi. Tình huống gì đây?
Vì đã tiến thêm một bước dụ tà tù ra, chúng tôi đã cho phép 16 người trong top mạnh nhất tôi này có thể tham mộ nội dung của phần tiền bìa, trong đó bao gồm chúng tôi, đặc biệt là để lại hai người có thân phận đáng nghi. Bảo vật quý giá này, mời các vị đừng có lại gần trong vòng phạm vi 5 mét. Sao lại mở ra tham ngộ vào lúc này? Mục đích chính là muốn tăng thừa mọi nhữ, dù âm dương giáo ra tay. Mà đạo vận ở phía trên quả nhiên là tiền bìa, không phải là vật trong nhân gian. Mà kinh văn trên đó hình như không phải là đạo âm dương bình thường. Đúng là kỳ lạ thực. Này phiền ngủ à, người bình thường như vậy lẽ nào có cách ư? Ta trước đây quả thật là đã xem qua. Nhưng mà trên bìa đá này không phải ghi chép kiếm pháp thì không có tác dụng với ta. Vạn vật nghị tạo cũng là tinh phẩm, huống hồ phía trên chính là một viên đá bình thường chế tạo tạm thời. Ơ di thù phù, tiểu tân hồi kinh của chùa Thiền Long. Pháp sư có gì vậy bảo? Ban ngày vị đạo trưởng âm thầm giúp ta, mặc dù việc này không hợp với vị cũ nhưng vẫn muốn cảm ơn. Mạo nghĩa nói pháp sư, vì tối điều tra mà bùng bà nhọc lòng không ít, đây là chuyện nên làm. Các người đều có thảo luận chuyện này, hoàng minh chính đại như vậy ở đây có được không? Còn có người ngoài đấy hả? Dân rất tốt, cả đang cắn câu rồi. Đại hội tiền đạo ngày thứ 3, hãy tỉnh táo tinh thần. Công việc của chúng ta hôm nay không phải chỉ bảo vệ tiền bìa rút khỏi đó. Hết rồi. Biết rồi. Còn có hơn 10 cao thủ tà đạo chạy trốn cũng đang đi tới đây. Chỉ cần phân lượng đủ mọi nhựa thì cá cẩn trọng hơn một chút nữa thì cũng không giữ được. Âm dương giáo cuối cùng thì các người cũng đã trôi lên mặt nước rồi. Tiếp theo, đã đến lúc chúng ta ra tay rồi. Chỉ cần đưa tiền bìa đến nơi còn đến thì chúng ta xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà đoạn đường này nhất định là không dễ dàng rồi. Có lẽ phải nhờ đại sư lên trên kim dùng tráo một chút. Phiền ngữ tuyệt đối đừng có bị cái game lừa đảo hại kia nha. Người trong vật môn không phải dân vừa vừa đâu. Chùa Thiền Long của bọn ta tốt xấu gì cũng là có danh tiếng lên lục mạch thần kiếm. Cũng có thể xem là cái adesơ. Ủa pháp sư thích chơi game sao? Thỉnh thoảng thì cũng chờ một chút thôi. Mà tiểu tăng ở trên núi thấy chán quá, thường xuyên xuống núi ngồi ở quan nết chút. Quả thật là ban đầu tôi cũng muốn xuống núi đi quan nết, không ít đợt bắt người đi 10 dặm núi chứ bao lâu thì đã bắt về nhốt. Đây là tinh thần gì vậy? Nghiện mạng thôi mà. Bây giờ ai dám đi quan nết chưa? Bận đạo phi kiếm đã chấm hết cái gì cấp của nhà họ. Không hay, tiện bia. Tổ điều tra đặc biệt, một đám phế vật. Ngã xuống trên lỗ tử. Tiền bìa là của bọn ta rồi. 75 là tu ta tu kim đăng cảnh sao? Đạo trưởng à, giết ta tu trước đi. Không được tả một ta tu chạy. Cho dù đây không phải là tôn bố sức mạnh của âm dương giáo, nhưng cũng phải để cho nguyên khí của họ bị tổn thương. Cả đơn vị khai hóa bắn tự do, trong 3 phút chi viện có thể đến kịp. Ý nguyện ngàn năm, hôm nay cuối cùng đã được tối nguyện rồi. Hả? Không ngờ sư thúc lại trốn ở bên trong rừng. Công việc bảo mật của sư phụ làm rất tốt. Đó là vườn phi ngữ của núi Võ Đài. Không trực hữu tình tiểu tử này, trận chiến này không mà thắng. Không phải chỉ là một cách thay cánh thôi sao? Hợp lực giữa hắn, hào nguyện tài vụ,
âm dương tùy tâm, lưỡng nghi chỉ một, vạn kiếp tận thủ trưởng. Âm dương hào nguyên trọn là một bất ngữ, trần khí của ta để không nhúc nhích được rồi. Thiên hồi bắt đầu, tứ điều dẫn lộ, thất tình kiếm trận. Âm dương hào nguyên trọn của sư tỷ quả nhiên là kỹ năng mấu chốt xoay chuyển tình hình của chiến đấu. Nói như thi thương trường ở đây, nếu biết được công pháp của sư tỷ sẽ nói rằng âm dương bí lục của nhà anh thật là có tác dụng mà. Chiến trường chính, Vương Thang và những người khác tình tầng vết với Thành Long Trường Lão. Lên, chúng ta nhiều người như vậy có thể giấm nát hết bọn chúng, để lại mấy cái tên hừa đàn giữ chân mấy cao thủ kia. Những người khác thì đi diệt những phàm nhân kia. Phiền ưa, tiên tí sắc phàm chống lại được rồi. Chúng ta áp lực quét cái đám nhảy ra này đi. Được. Kiếm danh vô thủy, kiếm danh vô cùng, càn khôn vô cực, siêu vân tri phong, hồi phê thật đấy. Nếu như vậy thì tiên tiến lại có thể nhẹ nhàng hơn một chút rồi. Không hay rồi, bọn chúng muốn đi cướp tiền bia, thì nên lén đến cho bọn họ đem tiền bia đi. Từ đánh lén đối phó với hư đàn cảnh hiệu quả có giới hạn, phải chặn được đối phương lại thì chúng ta mới có thể ra tay được. Phi liền tử đạo trưởng à, ngươi hãy ngựa kiếm đi chặn tà tù lại trước đi, lát nữa ta sẽ đến. Được rồi, phiền ngựa à, ngươi cũng phải cẩn thận đấy. Hoàng Kinh có thể dám đi chính diện chặn họ với ta không? Phiền ngữ khí phách như vậy, tiếng tân hùng này đến với liều mình thì đã sao? Hả? Anh sao không có tác dụng của người ơi cũng có nhanh hơn ta gì? Phiền ngữ là tù đồng, ngươi phải cẩn thận đấy. Bây giờ cho ta, cứ nghĩ vụ phụ bắt đầu. Kiếm vụ lên chém yêu ta, thật tình kiếm trận. Phi ngựa à, tranh thủ hồi phục chúng ta đến dưới chân bốn tà tu này. Gì là Phật, hôm nay tiểu tân cũng rất mong đợi đại khai sạc giới. Không hay rồi. Hữu thần huyền huynh, cự bắc thủy phụ, khôn khẳng sự hạt số, nguyên quy độc vật, thiên địa vạn vật, đường tồn âm dương. Chỉ là một huyền mà nhỏ bé cũng muốn nuốt ta sao? Các người nhanh đi đi, pháo pháo bùi biển, đổ người lên trời. Chút đầu hành này mà cũng muốn làm ta bị thương sao? Sau một tiếng vừa nãy thì các tà tù không còn mạng để lộ ra sức mạnh bản nguyên của bản thân rồi. Lấy nào là do cấm thuật gì đó gây ra sao? Tử vì vì tình chủ, lông tướng hà cảm khi ta có tất bộ tình bột pháp, nhưng sự tỷ không dễ dàng nên lùi đi. Nhờ đền phiền ngàn hắn ở đây này. Mấy cái trò còn nít. Sự tỷ, ây da, tỷ tử, kiếm này, người này của người tên là đáng ghét. Quyền này cũng bá đạo thật, và lập tức khai thông ngay. Nếu như không phải, ta sẽ nổ mà chết. Thái cực hào nguyên ngữ, chứ tỷ, lên coi âm dương giáo, giết bọn chúng. Sư thúc,
Lại là nữ nhà người, lâu tôi chỉ giết chết người. Quân chi viện đã đến rồi, bảo lấy bọn chúng, đứng đó bọn chúng chạy trốn. Cao thủ kiềm đàn trốn bên cạnh tiền bìa, liều chết chúng là trên đầu. Còn có mấy quân chi viện kìa, mẹ là chưa, thì ra tiền bìa chỉ là cái bẫy. Tổ chuẩn bị chiến đấu, tiến công, tiêu diệt tà tù, bảo vệ tu sĩ chính đạo. Chết đi, muốn tự nổ sao? Vạn kiếm quy tông. Tập 18. Trận đấu tiên bia này, ta tu của Âm Dương và Vật Tông đều đã bị tiêu diệt, mà các phái chính đạo thì có không ít tổn thất. Có lẽ đây chính là sự tàn khốc của trận chiến chính ta. Trường đạo hữu à, đã qua trận chiến này chúng ta lúc nào mới có thể phát động tấn công với Âm Dương giáo vậy? Phiền phức lắm. Tôi điều tra, mặc dù tra được ra căn bản của bọn họ là ở Anh Đạo Quốc, bởi vì tình hình quốc tế nên không dễ động tay, nhưng mà món nợ không thể tính như thế được. Nên ta đột phá lệnh kiềm đàn, nhất định sẽ tới công chuyện về hắn. Suy nghĩ của đồng chí rất là nguy hiểm nhà, bọn đã quyết định đi qua đó giám sát người và từ bị giải cứu nước láng giềng của tà tù. Tiểu tàng quyết không từ chối. Đúng đúng đúng, chính là Anh Đạo Quốc này. Trên tiền bối hạ, bọn họ sao lại là những người không sợ tiền hạ Đài Loan vậy? Xí chút nữa thì quên mất, sư tỷ thích truyền tranh. Đại chiến chính tại lần đầu đã hạ màn, mà trên bia cũng thuận lợi đưa đi. Âm Dương Vạn Tông bị đứt một tay, bắt đầu từ hôm nay cũng sẽ trở thành kẻ địch của chính đạo. Các phái chính đạo lại thể hiện ra sức mạnh kinh sợ với Âm Dương giáo, đã tới nhận thức chung cùng giết Âm Dương giáo. Đội cố định các người có thiếu người không? Đương nhiên là thiếu rồi. Đại sư nghiến mãn là bến phái trị thôi, mà khác thì hội nghị cũng được xem như là chính thức gia nhập với chúng tôi. Dù sao thì phối hợp với hắn, mình và sư tỷ có thơm lực chiến đấu cao thủ kiềm đàn. Vài ngày sau thì đại chiến kết thúc núi Trung Đàn, Trung Nam. Khoảng thời gian này mọi người hãy an tâm bế quan đi. Tôi giúp cậu vác cục đá ra cho. Đàn yên đang lệnh, tại sao lại vác cái đó lên núi vậy? Sư tổ quả, đây là thứ mà tiền bối của kiếm tông cho tôi mượn tu hành. Tu hành vốn là phải thuận theo tự nhiên, cái này là cưỡng ép là không đúng. Tiền bối nói đúng. Sau khi bước vào hư đàn cảnh, tôi chỉ có thể tiếp tục tích luyện chân nguyên, nhưng không thể ngưng luyện. Hơn nữa, một khi thăng cấp tới kim đàn cảnh thì chân nguyên toàn bộ sẽ hóa thành pháp lực, càng không thể ngưng luyện. Kiếm tông cho mình mượn đá áp kiếm, chính là muốn mình dùng nó sau khi ngưng luyện chân nguyên để giúp cho bản thân. Như vậy, sau khi mình thăng cấp đến kim đàn thì pháp lực sẽ càng tinh thuần hơn. Không ngờ sư muội cũng đã đạt tới tụ thần cảnh sơ kỳ rồi. Vẫn chưa có được sư tỷ sao? Chỉ là tu vị thăng cấp, mỗi ấy thì càng ngày càng giống với sư phụ. Giữa tu sĩ bốn mắt nhìn nhau thì biết rõ hai bên cần cái gì, như vậy là đủ rồi. Đi đi đi, ta phải tự áp kiếm này đã. Liều liều sư huynh có được hay không vậy? Dựa theo phương pháp tu luyện, sau khi đem chân nguyện vào trong đá áp kiếm thì còn phải dùng kiếm ý ngưng luyện. Bây giờ đến lúc tự hiệu quả của nó rồi. Năng thật, chỉ mấy bước đơn giản gần như đã lấy đi một phần chân nguyên của mình rồi. Nhưng mà lực tiêu hao càng lớn thì chứng minh hiệu quả của đá áp kiếm này càng lộ rõ. Cho dù là như thế nào, mình ít nhất cũng phải đem cái bộ kiếm pháp này diễn luyện xong mới được. Không hay. Ui chà, sự quên thế nào rồi?
Lại có thể trồng nhảy má tiểu hảo chân nguyên trong cơ thể của mình. Đạo kiếm này quá nhiên là lợi hại. Rủi ro có luyện kiếm, đâu có miễn cưỡng để kiếm không chuẩn mực, đồng môn rơi lờ. Mặc dù thành quả cơ hội thờ thảm, nhưng mà chân nguyên ở trong cơ thể của mình quả thật là đã rất tương thường hơn rất là nhiều. Vì vậy mình luôn đem đã áp chế bên mình, sẽ lập đi lập lại bị ép hoặc là chuẩn bị ép. Đương nhiên vì vậy đã mở khó được không ít tiêu thở. Đồ thành đạo trong đấy đã lên 200. Sư tỷ à, sư đệ thật sự không sao. Một tháng sau, chân nguyên kinh mạch trong cơ thể của mình đạt được thăng cấp rõ ràng. Mà bản thân mình cũng đã đạt được kết thai cảnh viên mãn. Chỉ còn một cơ hội thì có thể vào hư đàn cảnh. Alo, bá tiệm có cái gì gì không? Tiểu thân à, trong nhà đã xảy ra chuyện lớn rồi, bác còn ý kiến con một chút. Cái gì? Sư huynh à, tu luyện quá độ, tấu quá nhầm ma rồi sao? Cái gì? Sư huynh sắp thành anh trai rồi. Trước đây ba mẹ vì muốn cải thiện môi trường sống của ba sư đồ chúng tôi, thường xuyên nói chuyện với sư phụ của tôi. Sau này sư phụ gia nhập vào tổ điều tra, thường xuyên gửi đan dược cho họ để thay lời cảm ơn. Mấy cái đan dược này mặc dù không phải là vật quý giá, nhưng cũng có điều hưởng cơ thể, tăng cường công hiệu cho tuổi thọ. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, cuối cùng thì mẹ cũng đã mang thai lần hai. Kiếp trước của mình không xảy ra chuyện như thế vậy, hiển nhiên là kiếp này mình thay đổi vận mệnh mà ra. Sau này kiếp của mình lại bảo vệ thêm một người nữa rồi. Vì thế phải nỗ lực luyện kiếm trở nên mạnh hơn mới được. Dù sao thì khi mình yếu thì đã có sư phụ và sư tỷ bảo vệ. Sau này em trai hoặc là em gái yếu thì người làm anh trai như mình phải chống đỡ cả bầu trời mới được. Bất trì bất giác thì năm mới đã đến rồi. Bà con và sư tỷ đã về đến nhà rồi. Tốt, bà lập tức mở cửa cho con. Ây da, tí Huyền à, hôm nay phải ăn nhiều một chút nhà để cái khách khí. Gần năm mới, sư Túc đem sư muội đi tìm sư phụ, mình lại đem sư tỷ về nhà đón Tết. Sự chú ý của ba mẹ bây giờ không phải là mình. Mình không thể sợ bọn họ hiểu lầm cái gì. May mà bọn họ vẫn quan tâm sư tỷ giống như trước đây. Nhưng tình hình là có chút dở khóc dở cười. Hôm trước khi đến kiếm tông trả lời đã áp kiếm thì Phi Ngữ à, trưởng lão về nhà đón Tết. Gọi lung cùng quý vị vậy hả? Là Phi Ngữ trưởng lão đem trưởng lão phù nhận về nhà đón Tết. Tập 80. Tiểu Tăng à, sáng ngày mai đem linh vị của lão tổ tông ra giúp bà nha. Bây giờ các con đời đã là tu đạo rồi, vậy tám phần thanh tiên cũng là tồn tại rồi. Con biết rồi. Mọi người gọi. Thứ gì vậy ta? Trong chính thức thật, tiểu thằng con trở thành nhân viên viên chết rồi sao? Dù sao thì dân phận của sư phụ còn cũng ở đó mà. Bây giờ phía chính phủ đã tiến hành quản lý hệ thống của người tu hành rồi. Có lẽ đây là bình đài tuyên truyền ở trong đó. Thiên bản. Xếp hạng tiền bản của kho thứ nhất, sư phụ lại không có trước tâm Nam Mưu. Thứ sáu thiên bản, Lữ Tô Mạch, truyền nhân Bắc Ngôn đạo trưởng. Tù vị kim đang trung kỳ. Chư tỷ quả nhiên cũng đã lên bản rồi. Chư tỷ à, tỷ đúng là lợi hại nha. Lấy xếp hạng. Phi Ngự. Bất Ngự đạo trưởng hạng 33 thiên bản. Bất Ngự đạo trưởng, sư phụ là Bất Ngôn đạo trưởng, lấy thường dương tiền quyết đã truyền khiển, điều khiển âm dương, đạo thiền từ xuất sắc, ngộ tính thì kinh người, tu vi thì khá thấp, nhưng lại có sức chiến đấu giống như là tu sĩ kiềm đàn cảnh. Phi Ngự đạo trưởng à, đạo trưởng là đồ đệ của Bất Ngôn đạo trưởng, là sư đệ Bất Ngự tiên tử tu thuần dương tiền quyết cảnh giới kiếm đạo đã đuổi kịp danh túc. Xếp hạng 101 thiền bản thì ở tạm đệ nhất bản liêm địa. Hả? Xếp hạng mà cũng có thể 80. Tiểu thằng à, vừa nãy ba nhìn thấy tiên đồ anh liệt gì đó,
À, hai người các con bình thường cũng nguy hiểm như vậy sao? Nếu như là như vậy thì trốn ở trên núi Tu Đạo làm cái gì chứ? Các con đều là đệ tử trẻ tuổi đúng không? Mày yên tâm đi, bọn con chỉ là nhân vật nhỏ nhồi vô danh thôi. À, thì thằng à, con đã lớn rồi, chỉ có bản thân thì bản thân hãy tự làm chủ. Nhưng mà ba mẹ thì vẫn luôn muốn các con ở bình an là tốt rồi. Yên tâm đi ba. Chúc mừng Phi Ngữ đã liệt vào bảng. Cậu bỏ ra bao nhiêu tiền mà được vậy? Chúc mừng Phi Ngữ nha, tiền bảng cố lên. Chúc mừng Phi Ngữ đã liệt vào tiền bảng điện rồi. Thằng ca đi lắm, em làm ấm giường rồi nè. Chúc mừng, chúc mừng. Từ lần đầu tiên mình được sư tỷ về nhà thì ba mẹ đã không xem chị ấy là người ngoài rồi. Mà sư tỷ vì đó cho ba mẹ có thể nghi ngờ cho thật tốt. Mày hôm nay đã chủ động làm tất cả các việc nhà. Tiểu Hiền à, mấy cái chuyện nhỏ này cứ để chú làm là được rồi. Mình tuy đều là cái thời cảnh viên mãn rồi, linh niệm còn tổn thất, thần hồn cũng còn sao, sao mà vẫn cũng cảm thấy buồn ngủ vậy ta? Nghe nói sư phụ bắt đầu từ hư đàn cảnh, khi tu vi đột phá đại đa số đều có dị tượng. Nhưng mà dị tượng khi ngủ cũng khó tránh khỏi. À, Tiểu Hiền sao vậy? Ừ, còn biết nữa. Ấy làm cho bây giờ, làm sao bây giờ, chứ đời sắp kết đan rồi. À, linh khí của tục thế ngục đục ngầu à, sẽ bất lợi khi tăng cấp, làm sao đây? Khí hóa âm dương hộ khắc, triều bản quy giác, hỗn nguyên tự thường sinh, dĩ đạo tụ khí, ngưng khí hy vừa, hư đan thành. Trời tối rồi, mình rốt cuộc đã ngủ bao lâu rồi ta? Sợ sư tí lại ở đây. Chứ tí à, tí chợp mắt một chút đi, để cành đi ở đây cho. Vì mình đến mình thuận lợi đột phá, sức tỷ niệm trần nguyên của bản thân lại nguyên khí giúp mình hấp thụ cho đến bây giờ. Làm như vậy vô cùng tiêu hao tâm lực, chưa tỷ chăm sóc mình nhiều quá. Trần nguyên cuồn cuộn trực tiếp tụ tập với nguyên khí thiên địa, chỉ là hư đàn mới có thể tăng cấp như vậy. Cũng không biết kim đàn sẽ có phong cảnh như thế nào. Mấy tháng tiếp theo mình còn phải từ từ tẩy thuần phạt tủy để chết đạo khu thoát khỏi phạm tục. Đời sau khi vào giới viên mãn thì mình có thể chung kết lên kim đan cảnh rồi, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là bây giờ mình đã tu luyện ngự kiếm đằng không pháp cửa hư đan cảnh rồi. Đại sư tỷ tỉnh dậy, mình lập tức đưa tỷ ấy lên trời. Tức là đêm 30 Tết. Xin chào tất cả mọi người. Chào buổi tối, tiểu thằng à, tiểu hiền, hai đứa có nguyện vọng gì ở năm mới hay không? À, nguyện vọng của con là cả nhà chúng ta đều bình an, sư phụ sư tỷ sư muội đều có thể tuân lời tu đạo. Tiểu Hiền à, đưa cái khách khí nhận lấy đi nha. Dạ. Tiểu Hiền thì sao, không giống với tiểu thằng chứ? Cá nhờ sư đệ bề nàng mọi chuyện thuận lợi, từ vì có sư đệ lại tăng lên vĩnh viễn công tu quả nhầm mà sư phụ tỷ sớm ngày đánh bại tà tù, cùng với sư nương lên núi tu hành, còn cũng nỗ lực tu đạo bảo vệ tốt cho sư muội, là một đại sư tỷ có trách nhiệm. Qua sư tỷ à, tỷ đúng là chí nghĩa thật. À, sư tỷ à, lại chọc trúng hiệp cười của ta rồi, phạm quy à. Sư tỷ à, để phải nghe đi tôi để nhận thua. Alo, muốn như vậy rồi, con gọi điện thoại chúc mừng năm mới sao? À, có lòng rồi, có lòng rồi. Vườn đạo trưởng à, chúng tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Đó là sát nữ lấy về mặt trăng, đột nhiên bắt đầu hoạt động, xong ra khỏi phòng nghiên cứu. Bây giờ đang quay bay về chỗ cậu đó, có lượng, có lẽ lát nữa sẽ đi ngang qua khu vực của cậu. Cái gì? Có lẽ sát nữ kia sẽ đi về hướng di tích khảo cổ nào đó. Bây giờ cô ta có lẽ còn 20 phút nữa sẽ qua chỗ của cậu, sẽ đón cậu lập tức sẽ tới ngay. À được rồi, tôi lập tức sẽ xuất phát. Sư tỷ à, cứ ở nhà với ba mẹ nha, để ra ngoài đi dạo một vòng. Chị thằng à, muốn như vậy rồi còn đi đâu nữa chứ? Là đi đánh tà tu sao? Tập 82. Có một di tích khảo cổ đào được pháp khí, bảo đi qua đó trông chừng một chút.
Đây là bảo mật để đề phòng một chút. Quá nhiều, vẫn không giấu được sự tỷ. Vương đạo trưởng à, giáo quan của tổ chiến đấu sẽ trực tiếp đi về di tích. Có lẽ là đồng thời đến cùng với mục tiêu mà chúng tôi đã hoàn thành vòng tối của vực xung quanh rồi. Có lẽ sẽ ảnh hưởng tới một chút. À được rồi, tôi biết rồi. Mục tiêu xuất hiện sớm hơn đi đâu chứ? Mục tiêu đi vào nhà của vương đạo trưởng rồi. Nào đi. Ba mẹ thế nào rồi? Không sao chứ? Thì thằng à, ba mẹ không sao. Trong nhà có khách là thần tiên đến, nói là đến tìm Tiểu Huyền. Hình như nói là cố nhân khó tìm, không phải là cô hồn. Trong lòng rất thích. Ba chuyển lời lại với tiền bối đó, bọn con sẽ về ngay. Theo như cổ thư ghi chép thì thần tiên thời tận có tiền nhân giáng thế lại là truyền thừa cho đến 1.300 năm trước. Đại đa số tu sĩ đều theo tiền nhân xuất trình, nghiền khí thiên địa bị đất đoạn, cho nên không có chuyện tu đạo nữa. Tạm thời thì chưa nói đến các tiền nhân đến đầu trình chiến, mà tiên tử kia lại không phải là người sống sót cuối cùng. Nhưng đối phương lại là thần tiên, có lẽ sẽ không gây bất cứ gây bất lợi cho sư tỷ. Nhưng mà có một cố nhân như vậy, sư tỷ tiên tử hạ phàm hay là có ấn tình. Sư phụ, tình hình thế nào rồi? Tiểu thằng Tiểu Huyên đừng sợ, có vi sư ở đây. Sư phụ cẩn thận. Tiền bối, vừa nãy ra vào nhà của bạn bối, nếu như muốn gặp cố nhân, chỉ bằng hãy cùng sư tỷ quay về ngồi xuống núi chìm một chút. Làm phiền rồi, truyền ấm. Khí đèn ở đấng đường của tụi ta hình như là tự khí. Lấy nào núi tiên tử này vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sao? Tiền bối à, người có chuyện gì muốn nói với sư tỷ của ta sao? Sư tỷ của ta không nói nhiều được. Thì ấy muốn biểu đạt cái gì đều cảm, đều phải dùng đến văn tự hoặc là ảnh. Là vì thần hồn bị hư, lúc đảo luân hồi cũng không thể trọn vẹn. Tiền bối à, sao thần hồn của sư tỷ ta lại bị thương được? Người đã gặp được sư tỷ ở kiếp trước sao? Hỏi nhiều cũng không có lợi với người. À, anh tên là ai, ta đang ở đâu? Người có thể quay về nơi này, nói không chừng cũng có đạo hữu quay về đây. Nhưng mà ngày tháng ta không còn nhiều, cũng không biết có thể tìm thấy các người không. Lão giác của mình sao? Sao cảm thấy tiên tử này dịu dàng hơn rồi vậy? Ta mở thiền linh phòng cấm là phát giác được tinh thần vẫn còn có đạo thừa. Sau này các người sẽ an tâm mà tu hành là được rồi. Thế giới này tạm thời cũng xem như là yên ổn. À tiền bối à, sư tỷ của ta hủy, có phải người có thể hồi phục được như ban đầu không? À vạn bối có thể giúp được gì không? Kiếp trước ngươi là tiền tử bằng thanh ngọc khuyết, kiếp này lại là quán huyền. Một cầu đạo giả trong chúng sinh. Chuyện cũ đã qua, cố nhân đã đi, kiếp này đã đến. Bây giờ chỉ có các người, chỉ mới là bước vào con đường tu hành, tạm thời vào tiên đạo thời sau đó. Đi tìm thử đáp án của các người muốn biết. Người cùng có thể giải đáp tất cả các thắc mắc của các người. Nhưng mà không thành tiền giả thì không thể tìm thấy được người cùng. Dùng tử vi thiền kiếm của người để bảo vệ cô ta, sau này sẽ không thiếu lợi ích cho người. Tâm nguyện đã xong, ta phải đi tìm đó luân hồi mà thế giới này đợi lại. Có lẽ vẫn còn có cơ hội để sống sót. Đừng để cô ta nhớ đến ta. Nếu như cô ta có hỏi thì hãy nói ta đã đi luân hồi là được. Tập 83 kết thúc phần 1.